Kính chào quý vị, tôi là MC ảo của Đài Phát Thanh và Truyền hình Tây Ninh. Mời quý vị cùng lắng nghe bản tin trợ lý ảo điểm báo 18 giờ, hôm nay, ngày 12 tháng 5 năm 2022. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 11, sáng ngày 12 tháng 5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo nghị quyết ban hành nội quy kỳ họp Quốc hội, sửa đổi. Các ý kiến thảo luận tại phiên họp tán thành với việc ban hành nội quy kỳ họp Quốc hội, bảo đảm tăng cường tính dân chủ, pháp quyền, tính chủ động trong hoạt động của Quốc hội, tăng cường tính tranh luận trong các phiên họp, phát huy trí tuệ, tinh thần đổi mới sáng tạo của đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội. Các ý kiến thống nhất giữ quy định hiện hành về thời gian phát biểu tối đa của đại biểu Quốc hội là không quá 7 phút, nhưng chủ tọa có thể linh hoạt điều chỉnh thời gian phát biểu của đại biểu Quốc hội để bảo đảm chất lượng, hiệu quả thảo luận. Dự thảo nội quy kỳ họp sửa đổi đã bổ sung một số quy định cụ thể về kỳ họp bất thường. Việc tổ chức kỳ họp bất thường chủ yếu để giải quyết các vấn đề cấp bách phát sinh trong thực tiễn. Thời gian tiến hành kỳ họp ngắn, do đó cần phải có các quy định đặc thù về thời hạn thực hiện một số quy trình, thủ tục để bảo đảm tính khả thi. Nhiều ý kiến cũng nhấn mạnh đến tính công khai, minh bạch trong các hoạt động của Quốc hội tại kỳ họp, đưa hoạt động của Quốc hội ngày càng gắn bó, gần gũi với nhân dân. Thưa quý vị, SEA Games 31 đang là cơ hội tốt để du lịch Việt Nam quảng bá, giới thiệu điểm đến, sản phẩm du lịch đến thị trường khách Đông Nam Á. Nhiều chương trình tour hấp dẫn đã được tung ra để chào đón khách trong sự kiện thể thao này. Nắm bắt cơ hội vàng, ngành du lịch đã tung ra nhiều tour tham quan hấp dẫn. Đặc biệt, 12 địa phương đăng cai các hoạt động thi đấu SEA Games đều có các tour chiêu đãi các đoàn vận động viên và báo chí quốc tế. Cùng với đó là các tour tuyến theo lựa chọn, nhu cầu của du khách. Thưa quý vị, với hơn 3.260 km bờ biển, năng lượng sóng phong phú, một số khu vực biển có lượng gió lớn nhất ở Đông Nam Á, Việt Nam cần phát huy tiềm năng lớn về phát triển điện sạch từ gió. Sóng ngoài khơi đây cũng là cơ hội để Việt Nam sớm hiện thực hóa cam kết mạnh mẽ đưa mức phát thải ròng bằng không vào năm 2050 đã đưa ra tại COP26. Đó là một trong 5 khuyến nghị chính sách trong báo cáo Kinh tế Biển Xanh, hướng đến kịch bản phát triển bền vững kinh tế biển, vừa được Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam Bộ Tài nguyên và Môi trường và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc công bố ngày 12 tháng 5 trong khuôn khổ Hội nghị quốc tế về kinh tế đại dương bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu đang diễn ra tại Hà Nội. Chuyển sang phần tin quốc tế. Ngày 11 tháng 5, chính phủ Nga đã công bố sắc lệnh áp đặt các lệnh trừng phạt đối với hơn 30 công ty năng lượng của Liên minh châu Âu EU, Mỹ và Singapore. Danh sách của chính phủ Nga có 31 doanh nghiệp, trong đó có Eurobondgas, Gazprom Germania và 29 công ty con của Gazprom Germania tại Thụy Sĩ, Hungary, Anh, Pháp, Bulgaria, vùng Benelux gồm Bỉ, Hà Lan và Luxembourg, Mỹ, Romania và Singapore. Eurobondgas là chủ sở hữu tuyến đường ống dẫn khí đốt Yerman châu Âu tại Ba Lan. Các biện pháp trừng phạt bao gồm lệnh cấm giao dịch và cấm tàu của các doanh nghiệp này vào các cảng của Nga. Thời gian qua, phương Tây đã liên tiếp áp đặt các biện pháp trừng phạt Nga, từ việc đóng băng tài sản cho đến lệnh cấm xuất khẩu các sản phẩm chiến lược như chất bán dẫn và các biện pháp trừng phạt tài chính. Thưa quý vị, chỉ vài ngày sau cuộc tranh luận trực tiếp lần thứ hai bất phân thắng bại, tối qua 11 tháng 5, lãnh đạo hai đảng lớn nhất của Australia đã bước vào cuộc tranh luận trực tiếp lần thứ ba. Đây là cuộc tranh luận cuối cùng trước khi diễn ra cuộc bầu cử liên bang vào ngày 21 tháng 5 tới. Tại cuộc tranh luận, Thủ tướng đương nhiệm Scott Morrison, lãnh đạo đảng Tự do, và ông Anthony Albanese, lãnh đạo Công đảng, một lần nữa trình bày và tranh luận quyết liệt về hàng loạt vấn đề được cử tri quan tâm. Dù có một số khác biệt trong chính sách kinh tế xã hội, tuy nhiên, lãnh đạo hai đảng lại khá thống nhất về các vấn đề an ninh quốc phòng như bảo vệ biên giới, chính sách nhập cư hay chiến lược phát triển quân đội. Kết thúc cuộc tranh luận, ông Albanese khẳng định chính phủ của ông thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững bằng cách đầu tư vào cơ sở hạ tầng, quản lý thiên tai, chống biến đổi khí hậu, chăm sóc y tế và đặc biệt là bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau. Trong khi đó, Thủ tướng Scott Morrison nhấn mạnh mục tiêu của ông là duy trì và thúc đẩy một nền kinh tế vững mạnh, cách tốt nhất để giúp người dân hoàn thành được các ước nguyện của mình và gia đình. Thưa quý vị, Gần 20 năm qua, anh Nguyễn Bá Hội 37 tuổi, vẫn luôn miệt mài với công tác vận động bà con chung tay bảo vệ môi trường. Quê hương Phú Yên là nguồn cảm hứng và cũng là mục tiêu để anh Nguyễn Bá Hội dành tình yêu, hướng đến việc bảo vệ môi trường. Khi trưởng thành và có cơ hội vào thành phố Hồ Chí Minh học tập, sinh sống, anh cảm nhận được nơi này như quê hương thứ hai của mình. Anh truyền tình yêu môi trường đến bạn bè, người dân bằng nhiều hoạt động thiết thực ngay từ khi còn là sinh viên của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh. Ra trường, anh về công tác tại chi cục bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên, Môi trường thành phố Hồ Chí Minh. Nơi này càng giúp anh có nhiều điều kiện để vận động người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Một trong những khó khăn mà anh Hội vẫn còn đau đáu cho đến nay là vấn đề giảm thiểu rác thải nhựa dùng một lần. Theo anh, việc thay đổi thói quen của người dân không chỉ trong nước mà trên toàn thế giới về việc sử dụng các sản phẩm từ nhựa dùng một lần thật sự là một thách thức lớn. Thưa quý vị, thác mưa được ví như dải lụa trắng giữa núi rừng biên giới xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương, Nghệ An là điểm giải nhiệt lý tưởng trong những ngày hè nóng bức. Xã biên giới Ngọc Lâm có những cánh rừng trải dài tích tắp, tạo nên phong cảnh hùng vĩ. Những khu rừng là nơi bắt nguồn của những con suối lớn, nhỏ, phục vụ đời sống sản xuất và sinh hoạt cho nhân dân. Và ở đây, địa hình đồi núi đã tạo nên những thác nước đẹp, giúp giải nhiệt trong những ngày nóng bức. Trong đó, nổi bật là thác mưa, đổ xuống từ độ cao khoảng 30 mét, con thác khá lớn, trông như dải lụa trắng vắt giữa rừng xanh, làm nên vẻ đẹp hùng vĩ của núi rừng biên giới. Với người dân địa phương, thác mưa là món quà thiên nhiên ban tặng, giúp bà con giải nhiệt, tìm cảm giác thư thái trong những ngày hè nắng nóng. Đến với thác mưa, dễ dàng tìm thấy những vị trí chết in lý tưởng, có được những tấm ảnh đẹp, ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ. Và tin rằng đây là một điểm đến tuyệt vời cho quý vị khi lựa chọn những chuyến du lịch về với thiên nhiên. Thưa quý vị, Thái Lan được coi là một trong những quốc gia có những khu chợ đêm ồn ào và náo nhiệt nhất thế giới. Patpong tại thủ đô Bangkok, một khu chợ đêm kiềm phố đèn đỏ khét tiếng, được lấy tên từ một gia đình người Hoa đầu tiên sinh sống ở khu vực này. Vào những năm 60, Patpong đã phát triển mạnh mẽ với các quán bar và nhà hàng, một khu reservoir cho các sĩ quan quân đội Mỹ đóng quân trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam, một các khu chợ đêm của Thái Lan, rất đa dạng phong cách, từ những con phố đi bộ truyền thống như ở Chiang Mai và Phuket, đến những dải đường hiện đại sầm uất như khu chợ Greenway ở Hoi hay Cikader ở Hồ Hình. Tuy nhiên, trung tâm của tất cả các khu chợ đêm sẽ luôn là Chatuchak, phiên chợ đêm cuối tuần ngoài trời lớn nhất thế giới ở thủ đô Bangkok. Mê cung này bán bất cứ thứ gì trên đời và mọi thứ mà một người có thể nghĩ đến, bao gồm đồ nội thất, vật nuôi, quần áo cũ và nhiều hơn thế nữa. Và tin rằng khi có cơ hội đến Thái Lan, quý vị sẽ không bỏ lỡ sự năng động và nhộn nhịp của những khu phố này, quý vị nha! Quý vị thân mến, bản tin trợ lý ảo điểm báo xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong các bản tin sau. Thân mến chào tạm biệt.